hôm nay cả nhà khỏe không? Cả nhà hôm nay đi đâu mang khẩu trang nữa nha cả nhà. Nhà bữa nay nước Pháp nó nặng lắm, không có hết đâu cả nhà ơi, khẩu trang phải liên tiếp mới được. Nay thì mang khẩu trang kiểu khác nha cả nhà, ướm ẩm thì mang khẩu trang kiểu này. Kiểu này. Hôm nay thì sẽ mang cái khẩu trang kiểu này nha cả nhà, không cần viền mà chỉ có cái quay quay giống vậy. Nè, có cái đường nối là có cái quay mình xỏ với thun giống vậy cho nó tiện lợi. Nhưng nó cực cái mai đường này thôi. Rồi cả nhà ơi, thí sẽ may bữa nay rất là nhiều khẩu trang, hôm qua thí cho bà kia hai cái khẩu trang, một cái mà bà dành hai cái bà lấy hết rồi. Hôm nay thí sẽ may rất nhiều khẩu trang này, thí sẽ may một cái hai cái cho cả nhà thấy ha. Loại khẩu trang giống như vậy dễ may nha cả nhà. Dễ may hơn cái đường viền của khẩu trang này. Đó. Khẩu trang này mình viền bốn phía nhưng mà cái này là mình không cần viền, mình chỉ may cái đường này để mình luồn với thun thôi, đi siêu thị mua với thun về xỏ vô. Cả nhà, cái khẩu trang hôm nay là nó có dòng cong này nè cả nhà, mình may không cần viền, nó hơi khó cái là cái mỏ nó cong nha cả nhà, cái mỏ nó cong để mình may mình ví dụ vậy nè, là nó nằm nó chùm lên cái lỗ mũi của mình, là may cái khẩu trang này rất là tiện lợi cả nhà, là tại vì sao là tay á lỗ mũi cách nó cao á, nó may khẩu trang giống vậy khó mang lắm, tuột hoài hả, tuột xuống sống mũi hoài, tuột xuống cái miệng, còn nếu mà khẩu trang nó có cái mỏ giống dịch vậy nè, đường cong giống vậy nè. Tay người ta lỗ mũi cao, người ta sẽ mang đâu nó chùm luôn tới sống mũi, cho nên rất tiện lợi nha cả nhà. Hôm nay Chí sẽ chỉ cho cả nhà may, chia sẻ cho cả nhà may một cái khẩu trang đường cong mỏ dịch đó, nó vòng cong giống vậy nè, nè vòng cong giống vậy nè cả nhà. Đây là chồng Chí nè cả nhà, bông cua mới đắp đó. Thí sẽ may cái đường cong này trước rồi nè, bây giờ thí sẽ may lộn lại, tại vì chồng thí không có thích dải của phụ nữ, bên đây là dải này dải của phụ nữ, nên mà may cho chồng thí thì lấy bên trắng. Tại vì cả nhà biết sao không, ở bên tây này hả, nước Pháp nó rộng lớn, cái gì cũng quý giá, nhưng mà cái khẩu trang này nó tầm thường lắm, nhưng mà lúc này cần là khẩu trang này rất quý giá, cái nhà không có dải không có dải để may. Hai nữa là thường thì khẩu trang bên Pháp người ta đâu có cần, có thể mang khẩu trang y tế kia kìa, nhưng mà bây giờ tới mùa bệnh dịch cái khẩu trang thì rất là quý, nó giải không có, nên mình phải kiếm giải mình may, mà may giải đàn ông thì không có giải, nên giải mấy phụ nữ thì thiết phải lấy bà trắng để may cho chồng thiết rồi làm bên ngoài. Cả nhà ơi, cái đường đen cái khẩu trang mình cũng cắt, cái giải lót mình cũng cắt, cái đồng cong mỏ dịch y chang như vậy nha cả nhà. Rồi giờ thí sẽ mai cái đạp nối lại, nối hai cái đường này lại. Không thấy đường cả nhà, mang kiếm mới thấy rõ. Thí sẽ nối hai cái mỏ này lại. Hôm nay thí may rất nhiều khẩu trang, may nhiều khẩu trang nghĩ thí cho mấy người ở sớm này nè, người ta rất quý cả nhà, tại vì bên Pháp á, người ta có cho khẩu trang mà khẩu trang nó dày nó mang không được, không có khỏe được, không thở được, đã mang khẩu trang đã muốn không thở rồi, cho cái khẩu trang dày quá thì sao thở nổi. Ủa mà làm coi cái cũng được hả? Gì vậy? Cái Julie. Em coi ra coi. Cả nhà thấy cái khẩu trang của Pháp không cả nhà? Cũng dễ may lắm nhưng mà giải dày lắm cả nhà, thở không được. Không có giống như cái giải của mình. Dạ. Cả nhà nhớ cắt cái khẩu trang, nếu mà cái vòng cong nó giống cái khẩu trang nãy thấy đưa là phải cắt cái vòng cong về nha cả nhà, nó chỗ này phải ẹo vô vậy nha cả nhà, nè cái đường này nó phải ẹo vô giống vậy nè, để lúc nữa mình may nó mới thành cái mỏ dịch được nha cả nhà. Cái miếng vải lót cũng cắt y vậy luôn, cũng cắt ẹo vô giống y vậy luôn nè, để lát mình sẽ đắp vô nó thành cái mỏ dịch có vòng cong để nó úp lên cái lỗ mũi của cái tay á, lỗ mũi cao đó mình úp vô nó không có bị tuột.
Bây giờ thấy mai cái đường lót xong rồi, với cái đường này xong thấy sẽ chấp hai đường này lại cả nhà. Khi mà mình không có máy dắt sổ, mình may đơn giản không có máy dắt sổ, khi lúc mà mình cần á cả nhà là mình không có máy dắt sổ, mình sẽ may cái bề này trước. Nếu mà bên giải được việc trái á, giải này mà cả nhà lấy bên bông này á, thì cả nhà sẽ chấp bề phải lại, hai bên bề phải lại với nhau để may đường vòng nhỏ giống vậy nè. Rồi chút nữa cả nhà sẽ lộn ra ngược trở lại thì cả nhà sẽ may lộn. May lộn vậy nè, xong cái nó sẽ thành bề phải nha cả nhà. Hả? Nó sẽ thành bề phải, mình lấy bề phải thì nó sẽ thành bề phải, còn đây thì lấy bề trái. Nó thì chấp bề trái với nhau thì lộ thì may. Thì chút nữa cái may cái đường trong này thì lộn ngược lại là cái đường này bề phải bề trái, còn cái đường trắng này là bề phải. Cái đường giải lót nó cũng vậy nha cả nhà. Cả nhà nếu mà cái đường này cả nhà may mà thấy cảm thấy nó giãn đó cả nhà thì phải may lượt nha cả nhà. May lượt có nghĩa là cái máy cả nhà có thể xả hết chỉ thưa ra, may một miếng vậy nè, may lượt chỉ thưa lượt cho nó rút vô, để lúc nữa mình may cái này nó giãn là vừa, nó không có giãn chèn bẹt. Mà máy của thí nó không có giãn lắm nè, nên thí không có cần phải lượt như vậy. Nếu máy của cả nhà thì phải lượt. Lượt không đường vậy nè, lượt không cái đường này hết, để cho giải nó có chỉ đó, có chỉ nó chịu đựng lại, nó không sẽ phải không bị giảm. Cả nhà sẽ lượt nha, cả nhà lượt cái đường này. Cả nhà may ấy, cả nhà sẽ lượt cái đường này đi, lượt bốn phía đi để cả nhà may vô cho nó dễ nha cả nhà. Thí không có lượt nhưng mà thí coi khúc nào thí may được thí may, còn khúc nào đôi chỉ lượt thí lượt. Khúc này thí lượt nè, đồng công của cái mỏ dịch thí lượt. Cả nhà mình lượt xong, cả nhà lượt xong rồi bắt đầu cái mình chừa cái đường lỗ này nha cả nhà. Cái lỗ rồi nè, đặng mình lộn ngược trở ra, đặng mình bẻ, đặng mình may lộn. Tại vì mình không có máy dắt sổ mà. Nếu mà có máy dắt sổ thì chỉ may đường này xong là dắt sổ là xong là sướng rồi. Nên không có mấy cái chỗ được, cả nhà thấy chứ may không? May bốn phía này đều hết rồi sao? Đó, bốn phía đều hết. Bắt đầu thí sẽ lộn ngược ra. Cả nhà nhớ giảm nha, giảm cái đường nào mà lót nó giải lót nó dư đó, giảm. Giảm hết. Cái giải chính là phải không có, mình đã cắt rồi là chính xác rồi, không có giảm cả nhà, mình sẽ may lượt cho nó chính xác theo giải chính của mình, mà cái giải lót nó dư á thì mình mới giảm thôi. Đó, bây giờ cái đường cong nó nằm trong đây rồi nè. Hai bên, nếu mà la bên đây thì nó đã đường cong giống vậy. Còn xong nếu mà bên phải thì nó đã như vậy, thì thi giờ thi lộn ra nha cái nhà, thi đứng ra thi lộn cho cái nhà coi nhé. Đó, thi thọt tay vô cái lỗ của mình chừa lại nè, mình lộn ra cái khẩu trang ra, lộn khẩu trang ra nha, rồi thi mình sẽ đạp lại đường nữa, giống như là mình máy dắt chỗ vậy đó. Đó, mình lộn cho nó có góc, có đồ đàng hoàng hết. Mình lấy kim, mình kéo, lấy cái kim á, mình chích cái lỗ này ra cho nó có góc. Mà mình lấy cái kim này nè, lấy cái kim may mắn của mình là mình lọt thọt vô cái góc này nè, để mình lấy cái góc nhọn ra cho nó đều ra nha. Thọt vô cái góc này để mình lấy góc nhọn, chứ thôi góc này nó không có nhọn à. Đó, muốn nhọn là phải thọt kim vô. Rồi xong bắt đầu thì sẽ may lộn. Giờ thí sẽ may lộn cái đường này lại cho cả nhà xem ha, rồi bẻ ăn da cái đường này vô luôn, cuốn luôn cái đường này luôn. Bữa nay thí may khẩu trang cho con trai nhỏ của thí mới có 1 tuổi mấy à, con may ra đường. May khẩu trang để mai mốt đi ra đường nha cả nhà. Nếu cả nhà may không được, cả nhà phải may lượt cả nhà. Mình lượt. Nếu cả nhà mà may không ấy là cả nhà phải lượt đó. Cả nhà ơi, mình lộn ra xong rồi đó cả nhà. Mình sẽ may nha cả nhà. Mình sẽ may cái đường này lại nha cả nhà. Cả nhà canh các nhà sẽ may cái đường này lại. Mình lộn ra xong là mình sẽ may cái hai cái đường này lại cho nó
mình ăn gian giống như mình đi chắc chắc sổ vậy, thay vì mình có máy chắc sổ nào chỉ mai đường thôi, còn này mình không có máy chắc sổ, mình không có máy chắc sổ nên mình chỉ mai, mình phải mai vậy. Đó, giờ thí sẽ mai cái đường này vậy, lát nữa thí sẽ lộn ngược trở ra là thành cái máy chỗ, thành cái đường dắt chỗ của mình nha cái nè. Không có máy dắt chỗ thì mình mai cực lắm, mình phải mai lộn, mai lộn hai ba lần rồi nhiều khi mình lộn tới lộn lui á, rồi trái rồi phải, mệt lắm. Rồi không có máy chỗ là phải chịu thôi, tại vì thí lâu lâu thí mới may đồ chứ thí không cách tặng mua máy chỗ. Thường thì nếu mà may đồ thường xuyên á mình phải mua máy chỗ, mình may cho nó sướng hơn. Ở nhà giờ thí lộn ra xong rồi nè cả nhà, mình may xong rồi nè đó, may xong rồi lộn ngược trở lại là thành cái khẩu trang nha cả nhà. Xong rồi cả nhà, cả nhà bây giờ mình sẽ lộn ra mình đạp 5 ly nha cả nhà, đạp cái đường bự này nè, đạp đều đây hết là thành khẩu trang, rồi mình sẽ may cái đường này vô, chở vô để mình lộn dây nha cả nhà, lộn dây. Cả nhà may, may đường 5 ly nhỏ nhỏ giống vậy nè cả nhà. Đó, may đường chỉ cho nhỏ thì đừng dằn. Mình dằn đường này cho nó vậy đó. Để cho cái khẩu trang của mình nó nằm im xuống cho nó đẹp đó cả nhà. Bây giờ thí đạp luôn cái đường này qua đây. Mình dặn cái đường 5 ly để bề ngoài nó giống như cái khẩu trang này nè. Nè, khẩu trang này người ta dặn cái đường này nè. Ở Việt Nam trước mua khẩu trang lúc nào cũng có, khẩu trang giải dễ mai chứ mà dễ mang á, nên ta bán nhiều quá, còn đây đâu có ai bán đâu. Thứ hai nữa là mình không có giải để mai nữa. Cả nhà ơi, mình cái đường này mình sẽ bẻ vô nha cả nhà, bẻ lộn vô kia. Hồi cấp nãy mình chừa ra mình không có lượt đó, mình chừa ra để mình may đó. Mình lộn đó, bây giờ mình sẽ bẻ ngược trở vô, mình may tới đây mình đã chưa ngược ngay cả nhà, để thôi lát nữa mình làm cái đường nó xấu lắm.
Đó, cả nhà thấy cái khẩu trang thấy hoàn thành chưa? Bây giờ thấy chấm cuốn cái đường này vô để luồn dây nữa là thôi nha cả nhà. Đó. Đó, khi cái này đó, cái này là cái mỏ vịt nè, nó túm vô nè. Khi cả nhà mình mang đó, mình mang cái này nè. Mình mang cái này nè cả nhà. Nè mình mang cái này nè. Đó là nó sẽ ụp lên cái lỗ mũi của mình. Người Tây á, lỗ mũi của ngay chỗ đây của ta bự lắm, cao lắm. Thì cái này nó sẽ ụp vô ngay chỗ này, nó không có tụt, nó không bị tụt xuống cái miệng. Đó. Bây giờ khi mà mai đây là ở đây là mình sẽ mai chở vô vậy mình luồn dây thun. Mai bẻ vô gì để mình mai dây thun nha cả nhà. Cả nhà, cái đường bên đây chưa mai nha cả nhà, đường bên đây mai rồi nè. Đó, mai đường này để mình luồn dây vô, luồn dây thun vô hoặc là luồn giả viền vô. Chút thấy cái bẻ bên đây nó giống vậy nữa là đủ, là cái khẩu trang mình sẽ có dây thun là mình mang được cái khẩu trang nha cả nhà. Cả nhà, cái dải này nè cả nhà, cái dải viền này thí không có mua dải dây này nha cả nhà, không mua dải dây thun này. Giờ thí làm cái dải dải luôn, mà dải này là phải dải chui nha cả nhà, dải chui nó mới có chất chịu đựng được nha cả nhà. Hồi kia thì cái khẩu trang này á, mình viền bài này thì mai dải xéo, cắt dải xéo, còn cái bây giờ á, là cái đường ngang này làm dây á, làm dây thun giống như mình dây thun á, thì phải cắt dải xui để cho mình có cái độ dễ, cứng này nè. Giờ thí mai rồi nè cả nhà. Đó, mình cắt dải chua cho khoảng 2 phân rưỡi xong mình mai. Mình mai phân nửa, còn phân nửa mình chừa lại, còn phân nửa cỡ khoảng 1 ly mình chừa lại nha cả nhà. Nè thí mai cả nhà thấy thí mai nó dài gì chưa? Bắt đầu thí giờ thí luồn vô nè cả nhà. Đó. Cả nhà ơi, mình mai cái đường này xong rồi mình lộn lộn lại nha cả nhà. Lộn rồi đây thí lấy cầm chỉ ra xong thí chỉ cho cả nhà lộn. Thí cả nhà sẽ mai cái đầu này nè, cái đầu phía dưới của cái đó cả nhà. Nhưng mà cái dây này á, mình không có lấy cái đồ kia được đâu cả nhà ơi. Không có lấy cái giải được đâu. À, phải mua cái dây thun mới được. Thí làm giải rồi không được. Giờ thí mua dây thun. Thí lấy dây thun này thí gọt vô đỡ nè, nữa đi mua dây thun. Vô siêu thị mua dây thun nha cả nhà. Cả nhà, thấy có trang đẹp không? Mai xong cái khẩu trang kiểu này rồi. Cái kiểu này là mình mai nó úp vô cái mũi nha cả nhà. Nó có cái đầu cong rồi nó sẽ úp vô cái lỗ mũi. Hả? Cả nhà thì mai cái khẩu trang cho con trai nè cả nhà, khẩu trang em bé. Giờ gia đình con cái gì cũng mang khẩu trang hết, tại trong nhà chịu không nổi mang khẩu trang đi ra đường. Cả nhà không cần phải mai lộn nữa đâu nha cả nhà. Cái đường kia mình mai lộn mới giấu được cái đường này nè. Còn cái đường này á, thì mình mai ăn gian. Bây giờ mình chỉ lượt vậy thôi, lượt vậy thôi xong lát. Bây giờ thí đã lượt rồi ha. Cả nhà thấy thí lượt đây ha. Lượt xanh quanh hết cái đường này ha. Giờ thí sẽ lộn lại nha cả nhà. Nè, ở trong thí chừa cái lỗ nè, bên đây thí không chừa. Ở trong chưa giờ thí lộn lại. Mình không cần đạp lộn cái đường này nữa đâu. Lộn nhiều quá nó cộm. Chỉ lộn cái đường giữa này thôi cho nó đừng cái xấu thôi. Đó. Cả nhà thấy thấy mai giờ không cái đường này không? Đó, cả nhà thấy không? Thấy mai mà hoàn thành một cái rồi nè. Một cái nữa rồi nè. Đó. Là cái này là nó chùm lên cái lỗ mũi mình đó nha cả nhà. Cái đường dài này mỏ nhọn này nó chùm lên cái lỗ mũi của mình. Bây giờ thấy chưa có dây, chồng thấy đi mua dây rồi. Mua dây về để mi để luồn vô cái này nè, mình mang vô cái lỗ tai. Đó, mình mang vô lỗ tai nữa là cái trong này nó bên 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 trái là chùm cái mỏ của mình nè, chùm cái miệng của mình nè. Đó. Đó, một cái rồi về đây thứ mai cái này cho con thấy nè. Đó, thí sẽ lộn cái này ra cho cái nhà coi nha. Đó. Nè cái đầu này nè, đó mình lộn ra. Giờ mình lộn ra nặng mình đập dằn đó. Đập dằn cho nó cái đường này nè, đập dằn cho cái đường này nè. Hay gì mình được dằn này cái mình lộn ngược lại để mình lấy nữa, mình giống như dắt sổ nhưng mà không cần. Mình chỉ đập dằn rồi mình giấu mối này trong đây cái thôi. Đó, bây giờ thí sẽ lộn lại thí mai dằn lần nữa. Thành khẩu trang em bé nha cả nhà, em bé. Khổ quá cả nhà ơi. Ở trong nhà quanh năm suốt tháng tình hình dịch bệnh không có hết được, bây giờ phải tìm cách mang khẩu trang mình có thể đi ra ngoài để mình đi chứ không thôi trong nhà hoài chịu không nổi. Đó, cả nhà thấy không? Bây giờ mình lấy
hai cái góc này á, là cả nhà thấy lấy kim vô đây nè, lấy kim cả nhà ghim vô vô nè, cả nhà đun cái góc nhọn này ra. Nếu mà cả nhà không đun góc nhọn, cái góc nó không có xấu lắm nè. Đó, lấy kim đun nó lên, đun nó cho nó có hai cái góc. Đó, cả nhà thấy cái khẩu trang bé không, em bé nhỏ không, nhỏ xíu một tuổi à. Đó, khẩu trang bé một tuổi nè. Đó, thấy sao mai khẩu trang bé một tuổi, cả nhà thấy cái khẩu trang đẹp không cả nhà? Cả nhà thấy cái viền nha, cái viền, cái đường viền này đâm ly nha cả nhà, cho nó đẹp nha cả nhà, viền cho nó nhuyễn, cho nó đẹp, mình viền đó. Nhớ viền cho nó đẹp đó cả nhà, cái viền cũng lộn nữa, viền cho hơi bự bự bằng cái chân vịt đó, mình viền cái chân vịt đó, viền chân vịt đặng cho cái khẩu trang mình nó nằm đứng nó không có bị lật đó nha cả nhà. Đó, giờ thí có cái đường này viền rồi, xong rồi ha cả nhà ha. Bây giờ thí thí sẽ bẻ, bẻ cái đường ngang nặng cho cái đường luồn dây thun, nó có cái đường luồn dây thun nha, mình bẻ hơi bự chút để cho cái mình chút nữa mình luồn dây thun vô đây nha cả nhà. Mình không may được, mình phải lượt cái nhà, lượt xong rồi mình hả may, mình không lượt nó bị bẩn á. Xong rồi cả nhà, đó, bây giờ khẩu trang em bé nè cả nhà thấy không, một tuổi thôi, khẩu trang một tuổi thôi đó, khẩu trang em bé, khẩu trang người lớn thì mình mang mình bự, khẩu trang bé đó nó làm gì là vừa rồi ha, nóc giãn mà sẽ thun nè. Đó, bây giờ thí sẽ luồn dây thun vô nữa là con thí mang vừa, bởi vì sao thí mang khẩu trang cho nó không, nó rất nhỏ phải mang, nhưng mà tại vì nó ra đường nè, bữa nay trời nắng đó, cái mình để nó trong nhà hoài nó không có chịu cả nhà ơi, cái là nó cứ khóc sùm hết, xong cái là phải cho nó đi ra ngoài đường, mà đi ra đường á thì có rất nhiều trẻ con á, nó chạy ngoài đường á,
nên mình phải bảo vệ, mang khẩu trang nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy khẩu trang em bé dễ thương không? Đó, khẩu trang em bé dễ thương không cả nhà? Ha. Mai rồi khẩu trang cả nhà đẹp không cả nhà? Thì mai nó có cái mỏ cao vậy nè, đặng cho mấy người Tây người ta có lỗ mũi bự đó, cái nó chùm lên cái sống mũi vậy nè cho nó phít cái lỗ mũi. Còn cái khẩu trang bình thường của Thí hồi sáng á, mà hồi kia Thí mai á thì chỉ mình người miền Việt mình làm thôi mang được, mà người Tây mang không được nha cả nhà. Chồng Thí mang tuột đút cái mỏ. Cả nhà thấy cái khẩu trang vừa ý không cả nhà? Đẹp không? Thí mai rất là nhiều khẩu trang luôn, hôm nay khẩu trang cả nhà thấy nè, khẩu trang em bé nè, khẩu trang chồng nè, khẩu trang cho Thí nè, rồi khẩu trang cho con trai nhỏ bé tí. Nên đó, đâu chưa? Con trai là bé tí nè cả nhà. 1 tuổi 12 tháng. Ôi bữa nay sản xuất khẩu trang nhiều quá, đừng đi ra đường cả nhà, ở trong nhà chịu hết nổi rồi hả, chưa trời nắng là mình dẫn ra đường ra công viên mình chơi, mình mang khẩu trang rồi mình đi thoải mái đó cả nhà. Thôi Thí xin kết thúc video ở đây nha cả nhà. Thí cũng chia sẻ cho cả nhà mai khẩu trang bằng luồng dây thun, không cần phải viền giống như cực giống như bữa nữa. Nhưng mà cả nhà quan trọng cả nhà phải cắt có cái dòng cong như con vịt vậy nha, cái mỏ giống như vịt này, chỗ này ẹo vô giống như cổ vịt vậy đó thì mới may được cái khẩu trang này nha cả nhà. Thí xin kết thúc video đây, tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà video khác. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Thí.